làm, em làm cho sếp Peter mà. Sếp Peter hả? Đấy, báo cáo lên cấp cấp trên. Dạ. Nếu cần anh xem ảnh luôn không? Đâu đâu, anh xem ảnh đâu. Đâu? Được, hay đây. Hay để nhà rồi. Đây, từ từ em thấy không? Đây, 4 người đây. À, ơ nhờ. Đây, sếp đây. Ờ. Sếp đây. À. Đấy, bác đi chưa? Vâng. Đây sếp của em đây đúng không? Vâng. Sếp giao nhiệm vụ như nào đây? Sếp giao nhiệm vụ phải hoàn thành xong nhiệm vụ này. Là mới được về nước. Nước nào? Mỹ. À, em ở nước Mỹ à? Thế bây giờ em đã sang cái nhiệm vụ làm được những gì rồi? Đó. À, làm nhiệm vụ. Làm xong mới mấy cái vụ đó xong là em cho xử tử vụ đó. Và nếu mà tội nhẹ thì là nó chùm buôn ma túy đấy. À. Em tống giam nó 9 năm tù hoặc 8 năm tù. À. Hai là cướp giật móc túi và để giết người cướp cổ ngón tay là em cho tử hình luôn. Ờ. Em là do quyền cho tử hình được. Cuối cùng là sếp Peter đá ra quyền cho em rồi. À thế à. Cả tổng thống nữa, đất nước Mỹ là của em. Là nơi em đã sống ở đấy. Ồ. Nơi đã học ở đấy. Ờ. Thế là tổng thống với đất nước Mỹ là của em hết. Thế em là thế nào với tổng thống mà lại em... Em đã bảo là em là con nuôi và cháu của Donald Trump mà. Con nuôi là cháu Donald Trump. Em là đô la gì? Em là vẫn là gọi là David thôi. David gì? David Vũ thôi. Sao lại gọi là David được? Chính là sang đấy em đổi tên. Ờ thế à? Chính ngày bên xưa... này thì lấy ra tên Vũ, nhưng mà bên kia là lấy tên đổi tên David. Ờ. À, sang Việt Nam làm nhiệm vụ cao cả. Vâng. Thế càng quá nhỉ. Thế anh không biết, anh lại cứ tưởng là em là bán nước trà đá cơ. Đấy, anh em bán nước trà đá chỉ em chỉ ngụy trang thôi. Ô, thật ra là chỉ là em bắt chuyên đăng tình báo. Đúng rồi. Ừ thế à. Bọn em là hai cải trang. Ờ. Đeo dâu giả. Ờ. Dâu giả với cả tóc giả nữa. Ờ. Để cải trang để bắt những thằng tội phạm của thằng chùm ma túy với cả những ấy nữa. Ờ. Thì em sẽ bắt được nó. Chuyên cải trang. Đấy. Nhưng mà chưa bắt được ai. Bắt em đã bắt được cả 200 thằng rồi. 200 thằng á? Một lần thôi cho xong. Em muốn thả hổ con về nhà. Để em muốn bắt hổ lớn. Chính là cái này. Ờ, là để cho nó gặp hổ con, phải cho nó đi gặp bọn đàn bọn đồng bọn của nó. Ờ. Thì lúc đấy em phải tóm gọn cả lũ. À. Một tết chúng cả đàn. À, tức là em thả con dân sát đấy. Đấy. Cử rồi em nhỉ? Phải cử người đi cho gọi nó mất lắp cái máy camera người đó. Ờ. Xong rồi. Cài camera vào người của nó để theo dõi. Cái này phải học bao nhiêu năm? Em cái này em phải học là phải 4 năm. 4 năm. Em học thuộc, em đã thay sọ rồi. Thay sọ? Với cả mẹ chỉ như em còn tốt lắm. Nhưng mà chẳng qua là em phải dùng mưu kế của Giác Lượng. Em là học trò của Giác Lượng thôi. Giác Lượng là ở đâu? Ở Trung Quốc. À thế à? Mưu trí của Giác Lượng. Thế võ của ai? Võ của 24 sư phụ. Chính là Lý Tiểu Long, ừ. Lý Linh Kiệt, ừ. Thần Long, tất cả vân vân và vân vân. Lý Trịnh Thiệt á? Vân vân và vân vân. Nhưng mà cô em nói là Lý Tử Long với Lý Trịnh Thiệt á? Lý khác là... Đấy là em nói nhầm. Là gì Lý gì? Là Lý Tử Long cả Lý Linh Kiệt. À Lý Linh Kiệt. Và cả thằng Long và vân vân và vân vân thôi. Rồi anh biết là Lý Linh Kiệt là võ sư giỏi nhất của Trung Quốc. Đâu? Mỹ chứ. Không, Trung Quốc. Là nó học từ Trung Quốc xong là nó xong mới thi đấu xong lại nó về. À tức là học của Trung Quốc thi đấu nó về đúng không? Thế em thử múa một vài đường lại là cho anh xem nào, được không? Đứng rộng được rồi. Ờ, đứng đấm vào anh nhá. Nguy hiểm lắm. Đứng xa xa là đấm vào anh thì nguy hiểm lắm. Đấy. Thế nào là côn pháp nhá. Ờ. Úi giời. Đấy là cái gì đấy? Úi giời. Đấy là côn đấy. Côn là côn gì? Của sư phụ em mà truyền hết cho em rồi. Đấy là của Lý Tử Long. Thế còn Lý Liên Kiệt thì nào, lùi xa đánh cho anh nguy hiểm lắm. Lý Liên Kiệt thì dễ thôi. Úi giời. Sao đơn giản thế? Úi giời. Đấy là Lý Liên Kiệt. Đấy, xong rồi còn... Úi giời, tôi tuyệt khấy, anh đánh anh thế. Không, em chỉ là biểu diễn cho xem thôi. À, biểu diễn thôi em đúng không? Em thấp đâu mà. Ừ. Tức là bây giờ là võ là của Lý Tử Long với lại của Lý Liên Kiệt. Em phải kêu tất cả các, cả hai từ môn võ này, mới được kêu lại. Ờ. Là bây giờ là em là huyền truyền thuyết ở trong võ thuật. Ờ, còn đầu là của Khổng Minh. Toàn tài tử và siêu nhân thôi đúng không? Vâng. Thế em có biết triển chiêu không? Chuyển chiêu thì dễ thôi, cầm kiếm nè. Ờ à, đúng rồi. Chém kiếm ấy nè. Ôi giời, ăn thua gì đúng không? Ôi giời, á chà chà.
xong rồi tung cả lên phút kiếm lắm. Ờ ừ, thế được anh biết rồi. Vậy em vậy thì cũng học cả triển chiêu nữa. Vâng. Thế à? Hà Giác Kính. Hà Giác Kính. Ừ. Thế em có tí phép thuật của Tôn Ngộ Không nào không? Có thôi. Đâu, đứng xa xa anh xem nào. Đứng xa là cứ chết lại gần anh đánh anh thì sao? Đâu? Anh chạy. Ôi giời. Siêu nhỉ? Cái gì cũng biết thế này vậy thì nguy hiểm quá nhỉ? Em là huyền thoại mà. Huyền thoại của đế quốc Mỹ. Thế kinh quá. Thế vậy thì chuẩn bị gì nhỉ? Ông Donald Trump sang Việt Nam ấy. Thì em có lời khuyên gì với mọi người không? Là mọi người là tất cả trái đất này phải mạnh khỏe và sống lâu cho tuổi và bán hàng đắt hàng lên. Ồ. Thế à? Và phải mua tăng cường. Giá cả thì phải giảm bớt xuống để cho khách hàng nó mua. Giảm ít thôi. Tức là không bán đắt. Đấy. Để bán giá cả vừa phải để cho mọi người được mua đúng không? Vâng. Thế thì hôm đó em có gặp ông Donald Trump không hay là không? À có, ngày nào em sẽ gọi lên máy laptop để em gọi. Làm như nào em nói lại. Gọi laptop vào trong Facebook gọi. À. Chú em. À. Gọi chú em là Donald Trump. Em nói được qua cuộc điện thoại nói chuyện với ông nói anh nghe nào. Anh là Donald Trump đây. Anh thử nhá. Vâng, anh thử đi. Alo, David. Alo, chú à? Chú à? Ờ. Cháu đây. Đang làm gì đây? Cháu đang làm công vụ của cháu. Trà đá à? Đang trà đá à? Không. Đang làm gì? Công vụ của sếp Peter giao cho. Ồ thế à? Thế giao cái làm cái gì đây? À, bây giờ là cháu đang điều tra mấy vụ án này và cháu phải cải trang. Ờ. Là thành người dân thường bán nước. Ờ. Là cháu sẽ được bắt được những tội phạm nguy hiểm. Ờ. Và sẽ lôi nó về trừng phạt trong góc pháp luật để trừng phạt. Ờ, mày bán nước trà đá mày bôi nhọ mặt chú à? Không, ai đấy, chú là cấp trên cháu, bây giờ là cháu thì phải cháu còn dám bôi nhọ đâu. Nhưng vậy cấm để ai biết là cháu của chú nhá, họ biết là cháu bán trà đá là cháu của chú là họ sẽ mắng chú đấy. Có đi đâu, cái này chú không phải lo, cháu sẽ cắt cho cháu. Thế à, thế mày trà đá về mục đích vậy thì bây giờ bắt được bao nhiêu tội phạm cho chú rồi? 200 tội phạm rồi. 200 tội phạm. Những cái tội phạm nguy hiểm nhất là bọn khủng bố và cả đến là bọn chúng ma túy. Ồ đấy à. Vậy đợt này chú sang có cần chú mua cho cái gì không? À không, cháu chẳng cần cái gì ạ. Bây giờ cháu cần lên. Bây giờ cháu thì thay chú làm quản lý tất cả. Năm xưa là chú đã có cứu chống mạng. Bây giờ làm chú phải trả ơn đất nước Mỹ đấy. Trả ơn đất nước Mỹ à? Bởi vì là nước Mỹ cứu mạng cháu à? Thế à? Bây giờ là cháu sẽ ăn năng làm ra với cả đấy, quần áo đồ hiệu cả đôi hiệu nữa. À đâu hàng hiệu đâu đây đây. Vậy thì cháu có cái giày là giày gì đây? Giày của Mỹ mà. Của Mỹ? Mỹ Đình hay Mỹ Tho? Mỹ nào ăn vớ vẩn nhờ. Ờ thế là Mỹ gì? À Mỹ đô la trăm cái gì đấy. À thế à, thế cái áo này ở đâu? Cái áo này em cũng mua ở Mỹ thôi. À thế à, tất cả các nước sau này em sẽ về rồi. Sau này là em sẽ về phối hợp tất cả các công an phường để giúp đỡ để bắt tội những tội phạm thôi. À những tội phạm à? Thế nguyện vọng của cháu của em là thế nào, sau này thế nào nào? Nguyện vọng là sau này thì em để giúp người dân để tăng cường là để bán đất hàng và nâng cao rau quả với cả ấy không? Rau củ quả thôi đúng không? À đấy à. Thế vậy thì có nguyện vọng gì làm cho đất nước Mỹ không? Có nhiều nguyện vọng nữa. Như nguyện vọng à? Để có lời khuyên gì đất nước Mỹ không? Bây giờ là cháu xin cảm ơn chú. Bây giờ là chú đã cứu mạng cháu. Bây giờ là cháu phải giúp cháu phải trả ơn bằng cách là phải giúp đất nước Mỹ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ và gì? Bảo vệ những người dân đấy. À, bảo vệ dân Mỹ đúng không? Thế là tốt quá. Rồi, còn là tới là chú sang thăm nhá. Chú đi cùng với ông Kim Jong Un đấy. Cháu có sợ không? Không. Sao lại không sợ? Cháu thì sợ. Sao lại thế? Mọi người sợ ông ấy lắm mà. Không. Đối với cháu là chuyện đường. Cháu đi cùng chú rồi sao sợ. À đúng rồi, nhưng mà đi với chú thì sợ gì đúng không? Đấy. Muỗi đúng không? Muỗi thôi. Đó là con dín đúng không? Ừ, đúng rồi. Thôi rồi nhá, bây giờ là chú muốn là tắt máy đây. Và bây giờ bà cháu chào chú với lại chúc chú như nào. Với lại cháu sẽ hứa chú như nào nhỉ? Cháu sẽ hứa là cháu sẽ làm sự giấc mơ và sự thật. Và cả chúc chú may mắn và chúc chú có mạnh khỏe và ấy nữa. Ấy nữa là cái gì? Là chúc chú mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi và là chú phải
giúp cháu một tay và bảo vệ đất nước Mỹ. Đất nước Mỹ. Thế cháu nói một tiếng nước Mỹ là tiếng Anh như nào không? Cháu What's your name? My name is Joe. Tức là cái gì? Là cái này là how are you của đấy là dịch ra là đi đi dắt người đi tham quan đấy. Đi tham quan á? Việt Nam này. Ờ thì sao? Ý là đây này, em nói cho anh nhớ. Cái chữ là how are you? How are you? Là how are you? My name. Là không ai yêu. Vũ. Là không ai yêu. Sai bét. Ô thế à? Ít Vũ. David Vũ. Đấy. Đúng rồi. Với cái gì nữa? Còn là What ra là gì à? Cái gì đó? Sao chịu mũi nhiều thế? À. Em lâu. Xúc động quá rồi. Quay đi coi vẽ rồi xúc động quá. Thôi rồi, vậy thì không cần chào cũng được, không cần chúc cũng được. Thì chú cảm ơn, chú chuẩn bị sang Việt Nam cùng một Kim Jong-un. Nhớ hôm nay ra uống nước trà lá với chú nhá. Không, ăn bún chả. À, bún chả, ok. Thôi rồi, cảm ơn. Với cả là cháu nói chú biết là chú Mỹ là cháu sắp đoàn tụ với chú cả nhà đấy. Đoàn tụ ở đâu? Ở Mỹ. Mỹ hả? Thế là sao đây? Bao giờ cháu đi? Đó, lúc nào là cháu phải làm xong cái cả hai đám rỗ của cháu, bà cũng cả hai bà. À. Bà ngoại cũng cả bà Hoàng nữa. Nhưng mà chú đang làm mà chính phủ là chú không có tiền mời đâu nhá, tự túc mang tiền đi nhá. Có gì đâu, bình thường, tiền cũng là vấn đề gì, yêu thì yêu. Cháu có rất nhiều tiền đúng không? Thế à? Thế thôi. Đó rồi nhá, chú cảm ơn nhá. Xin chào tạm biệt, bye bye nào. Rồi. Chào cảnh sát. Rồi.